Rồi rồi rồi, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với chuyên mục đánh răng mỗi tuần với team full hệ ma. Hệ ma thì là một hệ có tầm bao phủ khá là kém, nhưng mà đối thủ thì đang có đầy đủ những Pokemon gọi là chuẩn của VTC và chúng ta phải đối đầu với tụi nó. Hy vọng là sẽ không bị hành cho ra bả quá nặng. Hy vọng là vậy. Và chủ chốt huyền thoại tôi sẽ xài đó chính là Lunala thay vì là Calyrex Shadow Rider, bởi vì tôi đã từng xài nó trong team hệ Shulin rồi, cho nên là tôi cũng không nghĩ là tôi muốn xài nó lại lần nữa. Có hai Pokemon hệ ma huyền thoại nữa mà tôi muốn xài, đó chính là con Lunala này là một, còn một con nữa đó chính là con Giratina. Ủa, đối thủ làm gì lâu vậy? Ý là con Giratina thì hơi khó xây dựng một chút, cho nên là tôi an toàn thì tôi chọn con Lunala trước. Để tôi coi thử là con Giratina thì tôi sẽ xây dựng theo hướng nào được, thì tôi sẽ lên một video về Giratina. Bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào xây dựng nó hết. Wow. Rồi, mới vô là thấy Urshifu nước đi chung với lại Paylipper là nó muốn xóa sổ mình rồi đó. Tôi có nên dựng Trick Room ta? Dựng Trick Room thì con Paylipper lại đi nhanh hơn. Tôi không nhớ tốc độ của con Paylipper cho lắm, nhưng mà tôi nhớ là nó chậm hơn con Skeledor đó. Không bảo vệ được, cho nên là tôi sẽ Terra cho Skeledor thành hệ bóng tối. Và tôi mang theo trang bị Thought Spray cho Skeledor, cho nên là tôi phải xài chi âm thanh để có thể sử dụng được trang bị, cộng thêm một điểm tấn công đặc biệt sau khi sử dụng chi âm thanh nữa. Chứ giờ mà sử dụng chiêu độc quyền Thought Song của nó thì ở trong trời mưa nó cũng có gây được bao nhiêu sát thương đâu. Wow, nó nhắm vào con Mimikyu hả? Ui chà. Chịu được đi cưng, chịu được đi. Ui, đau. Còn sống, còn sống. Con Paylipper làm gì? Con Paylipper làm gì? Con Paylipper nhắm vào con Mimikyu luôn. Ủa, sao nó biết ý định của mình? Rồi thì xong. Xong phim rồi. Trời ơi, không được nhiều máu hết. Có điều hạ được chỉ số sát thương của con Paylipper. Tôi không nghĩ là, tôi nghĩ con Paylipper sẽ theo hướng tấn công đặc biệt hả ta? Giống lắm à. Giờ sao đây, tôi phải cho Sableye ra để gọi nắng. Tôi thấy cái mùi mở đầu nó không được thơm cho lắm ta, nó khấm khấm, khấm lọ thế nào nhỉ. Tôi sẽ dùng trời nắng. Bất ngờ chứ gì, không nghĩ tới tôi sẽ dùng trời nắng cho con Sableye chứ gì. Sử dụng trời nắng cho Sableye trong đội hình này của tôi đó là nó vừa có thể hỗ trợ cho Skeledor, trời nắng cũng giúp cho Lunala hồi máu, kích hoạt lại được đặc tính Solar Shield của mình. Rồi còn bớt sát thương của KOG nữa. Trời ơi, Hurricane đánh được trong trời nắng. Rồi. Rồi, chưa chết. Cũng hay đó con. Tôi nghĩ là tụi mình sắp chết rồi, cho nên tôi sẽ làm gì đây? Mày sẽ làm gì? Tôi sẽ hạ tốc độ của con Urshifu xuống, hay là con Paylipper nhỉ? Cốt chủ yếu là tôi muốn cho hai con này một lần nào đó nó bị paralyze, nó bị tê liệt đi, nó không đánh được trong lượt đó. Tôi có nên rút con Skeledor về không ta? Có chứ, đã Terra rồi, chẳng lẽ mất con Terra này. Cho Lunala ra chắc chịu được. Ok, giảm tốc độ cho Urshifu đi rồi rút Lunala ra, hết thời gian rồi. Ủa, họ cũng rút Urshifu về á. Hên. Rồi cho con gì ra? Wow, Raging Ball. Cứ như là nó đọc được suy nghĩ của mình vậy đó. Đừng có tưởng tao chịu thua. Thấy bà nội mày lộng lẫy xuất hiện chứ con. Bên nên sợ đi. Rồi. Con mất ý định của mình. Gì ghê vậy? Trời, sao trong trời nắng mà chiêu Hurricane nó đánh liên tục vậy? Tôi phải cho Gravity. Chiến thuật Gravity ha.
Tôi sẽ sử dụng chiêu Moonlight Spin để hạ con Pelipper trước. Con này phiền quá. Gligar, mày tưởng tao có chiêu đánh lan hả? Chắc nó tưởng mình có Dragon Claw. Gravity nha con. Gravity là một dạng môi trường, kiểu nó tạo ra trọng lực ấy, cho nên là mấy con bay hay lơ lửng gì đều bị kéo xuống đất hết. Xong rồi tỷ lệ đánh trúng được tăng lên 1,5 lần á. Cho mày chết nè. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi trời ơi. Trời ơi, quậy ông nội mẹ con. Hạ được một con. Sống dùm. Ồ, còn sống. Tao có Citrus Berry mà. Đúng vậy. Giả vậy trong trời nắng thì chiêu Moonlight sẽ hồi được 2/3 lượng máu, cho nên là nó sẽ kích hoạt lại được đặc tính Shadow Shield của nó, giảm 1/2 sát thương Pokemon phải nhận khi mà nó còn đầy máu. Đấy, thế là con Lunala này coi như là bất diệt luôn. Tôi hy vọng vậy. Moonlight đi. Để bảo toàn khả năng trụ sân đi. Chứ còn Urshifu đó tôi nghĩ là... Còn Urshifu đó tôi phải hạ tốc độ nó xuống bằng Thunder Wave, xong sau đó hồi máu. Vậy đi. Ồ, con Raging Ball nó bảo vệ rồi. Được. Nó bảo vệ thì nó sẽ chết chứ chưa Encore của tôi. Dạ, yeah, bị tê liệt nha con. Ok, tới giờ bà cố nội mày hồi máu nè. Yeah, máu còn xanh như anh đang còn trẻ. Yeah, làm sao mà làm gì được. Hy vọng là chuyển bại thành thắng. Nó đang còn... Ừ, nó còn con Calyrex băng đằng sau nữa. Một phật con. Chắc tôi phải hạ từ từ từng con một. Tôi sẽ hạ con Urshifu này trước. Nào, 2-4. Chính xác là vậy. Để coi tụi bay xử như thế nào nha. Ui, nó rút con Raging Ball về á. Vậy là nó cho con Calyrex ra. Ok, Calyrex ra, anh cũng tiếp luôn. Ok, con Calyrex chắc chắn nó sẽ có Trick Room. Vậy thì Encore lần nữa. Cái này hạ được con Urshifu cái đã. Dạ, yeah, vĩnh biệt mày luôn con ô. Ok, hết trời nắng rồi, chúng ta sẽ tạo lại. Con Sableye vẫn còn nguyên. Con Sableye vẫn còn nguyên. Đáng ra nếu mà đối thủ nhìn ra chiến thuật này, chiến đối thủ sẽ xử con Sableye trước. Cố gắng dồn sức xử con Sableye trước. Tôi sẽ làm gì đây? Chắc tôi sẽ ru ngủ. Mà để tăng khả năng ru ngủ thì sẽ tạo ra Gravity lần nữa. Xong rồi tôi... Không biết là con Calyrex này nó sẽ dùng Trick Room hay là nó bảo vệ bản thân ta. Mà mình có nên hồi máu cho Lunala không ta? Để nhận sát thương cho nó dễ. Vậy đi, để coi bên bển làm gì. Bên bển Terra. Tại vì tôi không có chiêu bảo vệ cho nên là tôi phải hồi máu. Để coi thử bên kia nó tính làm gì mới được chứ. Ủa? Sao Gravity không được? Sao kỳ vậy? Ok, hồi máu nó đi. Chắc chứ Gravity bị gì ta? Yeah. Còn 6. Rồi, Trick Room á mày. Chuẩn bị Encore lần nữa nè con. Rồi, vậy là nó sẽ sử dụng chiêu Trick Room này trong vòng 3 lượt tiếp theo. Vậy là tôi có khả năng sẽ hạ được con Calyrex này rồi. Encore một lần nữa. Yeah. Trick Room.
tuyệt vời. Sesame. Ồ, còn một miếng nữa, còn một miếng nữa được. Ờ, sống, sống, sống. Ồ, hên quá, còn sống. À, hèn gì? Trời đất sao? Khùng cái gì á? Lúc nãy tôi xài chiêu Gravity rồi mà. Tôi cứ tưởng trọng lực đã hết rồi tôi mới xài thêm lần nữa, tự nhiên tốn một lượt. Khùng, điên thiệt chứ. Ba trợn thiệt sự. Bây giờ tôi sẽ hồi máu nè. Gọi trời nắng ra rồi mình hồi máu thêm lần nữa nè. Yeah, mình đang nhanh nhất. Nhưng mà lượt sau, con Calyrex nó sẽ xài thêm Trick Room một lần nữa. Ồ, thấy chưa? Không hồi máu là chết liền. Ok, khoan nha. Vậy là lượt này, lượt tiếp theo này là con Raging Bull sẽ nhanh hơn mình. Thì mình không kịp hồi máu đâu, nó sẽ xử mình liền. Giờ sao đây ta? Sableye có thể làm được gì? Sableye à, mày có thể làm được gì? Tôi sẽ set up thêm một lần trọng lực nữa để chút có khả năng ru ngủ được con Raging Bull. Xong thì mình có nên hy sinh con Skeletor không ta? Tôi phải hy sinh con Skeletor trong lượt này để con Calyrex nó tạo Trick Room thêm một lần nữa, để căn phòng xảo thuật nó biến mất. Thì lúc đó mình vẫn nhanh hơn con Raging Bull để mà tấn công. Ok, hy sinh con Skeletor vậy. Hy sinh đi cưng. Yeah, trọng lực được thiết lập. Trời ơi. Yeah. Hy vọng cái sự hy sinh này là có lý, có ý nghĩa nha. Mình đang Trick Room set up một lần nữa. Yeah. Vậy là sân đấu trở lại bình thường. Calyrex cũng đã không còn bị encore nữa. Vậy thì bà nội mày xuất hiện lần nữa nè con. Bà nội mày sẽ hồi máu thêm lần nữa. Xong tôi sẽ Thunder Wave vô con Calyrex để hy vọng là nó tốc độ nó sẽ chậm hơn và nó bị tê liệt. Còn tiếp theo là mình nhanh hơn con Raging Bull cho nên là mình sẽ hồi máu. À, con Calyrex nó bảo vệ. Mày bảo vệ mày chết bà mày với tao nữa rồi. Mày bảo vệ là mày chết nữa. Mày sẽ xài chi bảo vệ đó tới cuối trận luôn. Còn sống. Sau khi nó đã sử dụng chùm sao rồng rồi thì nó bị giảm 2 bậc tấn công đặc biệt, cho nên là tôi sẽ không quá sợ nó. Nhưng mà lúc này tôi sẽ ru ngủ con Raging Bull lại. Tôi rút mẹ phải đi ngủ rồi. Ê, tôi nghĩ ra một cái meme để chút để lúc edit tôi bỏ cái meme đó vô. Con Calyrex nó sẽ xài chưa đó hoài luôn. Rồi, mày đã ngủ rồi nha. Chưa hai Gnosis này chỉ có 60% tỷ lệ đánh trúng thôi, nhưng mà nhờ trọng lực, môi trường trọng lực cho nên là được nhân lên 1.5, đúng không ta? 1.5 lần. Tôi không nhớ là tôi không biết 60 nhân 1.5 lên bao nhiêu tỷ lệ phần trăm nữa. Nhưng mà nó có thể ru ngủ được con Raging Bull là ngon rồi. Xong giờ cái quan trọng nữa. Giờ tôi hết sợ con Calyrex rồi. Nhưng mà cái quan trọng nữa là con Raging Bull nó sẽ bị bào mòn bao nhiêu máu. Tôi sợ là nó không bị bào mòn bao nhiêu máu hết á. Nhiều máu chút xíu. Ô, được. Một nửa cái máu là ngon. Tôi nghĩ là chỉ cần đánh 3 lần là con Raging Bull này chết liền. Mình cũng sắp hết chiêu rồi. Bao nhiêu chiêu hết trơn rồi. Calyrex. Cứ đó tiếp tục đi cưng. Tạo tiếp trời nắng để hồi máu lần nữa. Dĩnh bị con Raging Bull này coi. Yeah. Ủa, nó tỉnh rồi hả?
sống giùm, sống giùm. Ừ, làm sao mà chết được, bị giảm 2 bậc tấn công đặc biệt rồi mà cưng. Rồi tôi chỉ, mình chỉ còn một trận encore đó thôi à, cho nên là hy vọng là trong vòng 3 lượt này sẽ có thể xử con Raging Bull. Cứu tôi, cứu tôi. Cái đó là tôi đã bị một lần rồi, tôi đã bị đối thủ chơi trò này một lần rồi, cho nên là tôi rất bực cái chiêu encore này. Và có vẻ chúng ta đã chuyển bại thành thắng. Trời ơi, hên nhờ, hên đấy. Con Calyrex giờ nó chỉ còn có thể, mình đã hết encore rồi, cho nên lượt sau phải khống chế nó bằng chiêu Thunder Wave. Xong tôi hy vọng là giờ sao đây ta, tôi sẽ hồi máu. Lượt này là lượt cuối cùng, tôi còn một lượt hồi máu cho nên phải để dành. Ủa hết. Oh yeah, đối thủ đã bỏ cuộc rồi. Trận này lâu nhờ, trận này mười mấy phút luôn ấy. Qua trận tiếp theo, trận tiếp theo thì đối thủ đang cầm theo Groudon, một trong những Pokemon hệ đất mạnh nhất tôi đã có nói trong phần video mới lên đây về top 8 Pokemon hệ đất mạnh nhất. Và chúng ta đã bắt gặp Groudon một lần nữa. Trong trận này thì chắc bên đối thủ chúng ta không cần Trick Room đâu. Con gì đây? Ok, Oranguru với lại Indeedee. Được rồi. Cái con bên đó đang có dự định gì đây ta? Âm mưu gì đây? Nếu mà đã có Indeedee mà lại có Oranguru, cả hai con đều không phải là tấn công. Con Indeedee thì chắc chắn sử dụng Follow Me. Vậy là con Oranguru nó sẽ set up được Trick Room, đúng không? Chắc chắn luôn con Oranguru nó sẽ set up Trick Room. Nói chung mình cũng không có biết làm gì khác để ngăn chặn nó rồi, cho nên là tôi sẽ sử dụng chiêu đánh lan. Còn Indeedee thì tôi sẽ sử dụng Thunder Wave vô. Cỡ nào nó cũng hút chiêu Thunder Wave này về phía nó mà. Yeah. Dazzling Gleam. Cũng được khá máu ấy chứ. Trick Room thấy chưa cái chắc mà. Bây giờ thì chúng ta đang bị thua thiệt với tốc độ rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ rút con Dragapult về. Đúng không ta? Nên rút con Dragapult về không ta? Nếu xài chiêu Drago Meteor thì con Dragapult này tôi sẽ dựng theo hướng tấn công đặc biệt nha. Nếu mà tôi nghĩ tôi sẽ rút con Dragapult về để cho Lunala ra. Lunala thì tôi cũng xây dựng nó theo hướng Trick Room á. Còn bên kia tôi nghĩ họ sẽ cho Groudon ra. Và con rút con Indeedee vậy, thấy chưa? Chưa kịp nói nữa, đúng rồi. Groudon cái chắc. Yeah. Set up tất cả mọi thứ chỉ để Groudon mà thôi, đúng không cưng? Ok, trong trời nắng thì chúng ta được tăng tốc độ cho Flutterman, nhưng mà đang trong Trick Room cho nên là chúng ta thụt lùi. Không sao, chúng ta đã có quên tên rồi, Lunala. Đúng vậy. Gì vậy? Trail Blaze. Weakness Policy hả? Chứ gì nữa, oh my god. Ghê á. Có chiến thuật đoàn hoàng, đỉnh. Rồi gì nữa? Symbosis chia sẻ vật phẩm Life Up đang cầm luôn. Múa hơi nhiều nhưng mà Flutterman gây sát thương đỉnh quá. Groudon còn có một miếng máu à, đỉnh á. Được. Nhưng mà có điều con Groudon giờ nó đánh trước mình hay sao ta? Tôi đang không biết là con Groudon với lại con Lunala con nào đấu đánh trước. Mặc dù là con Lunala tôi không đầu tư về tốc độ, tôi xây dựng theo hướng Trick Room thì không đầu tư vào tốc độ, nhưng mà tôi vẫn không biết là con nào đánh trước. Trong Trick Room có vẻ như con Groudon này sẽ đánh trước mình rồi đó. Rút con Flutterman về và cho con Dragapult ra đi.
con Dragapo trong màn này có vẻ nên dùng để hy sinh thử coi, để coi bên kia sẽ xài cái gì. Nhưng mà con Groudon này nếu mà nó xài được chiêu độc quyền của nó thì có vẻ con Lunala sống nổi không ta? Terra rồi. Terra gì vậy? Terra con Scalader. Ồ, Terra hệ thường á. Đỉnh. Còn sống đúng không? Yeah, còn sống. Nhưng mà nhận sát thương chiêu của con Groudon sống nổi không ta? Ê. Ô. Trượt nó trượt. Ô. Ê hên quá à. Ê, hên. Cái này đánh hên, cái này là hên. Con Lunala mà không né được cái chiêu đó thì coi như xong rồi. Hên quá. Cũng may con Sableye nó chưa tạo ra trọng lực á. Nó tạo ra trọng lực thì cái chiêu độc quyền lúc nãy của con Groudon là đánh trúng mình cái chắc luôn. Rồi bây giờ trọng lực mới được set up nè con. Tôi sẽ Terra cho con Lunala thành hệ giác đấu. Và tôi có nên ru ngủ con Indeedee không ta? Nên ru ngủ con Indeedee nha. Bây giờ gọi là khắc tinh của tụi mình bây giờ là con Scalader. Con Scalader nó sẽ không biết mình đang có chiêu Focus Blast hệ giác đấu. Nó tưởng là mình chỉ có chiêu hệ bóng hệ ma mà thôi. Coi đây, nó sẽ hút về phía mình cho nên là mình sẽ sử dụng chiêu trọng lực và ru ngủ bằng Hypnosis. Nhiều máu không? Đừng. Ồ, cũng không nhiều máu lắm. Ủa trượt hả? Ủa? Ê, theo kinh nghiệm là tôi xài chiêu này chưa bao giờ trượt nha. Ok, gọi là lúc nãy cũng hên thì giờ là bù lại thôi. Của thiên trả địa. Trick Room còn bao nhiêu lượt nữa vậy ta? Hết Trick Room lẹ lẹ để mà còn trả đũa coi. Tôi nghĩ chắc nãy giờ nó cũng gần được 5 lượt rồi chứ. Ồ, con NDD nó đã bị tê liệt. Lunala đỉnh quá vậy. Còn 11 máu, còn 6. Trời ơi, hên quá. Ôi. Hên quá vậy. Rồi, hết Trick Room rồi. Hết môi trường tâm linh luôn. Được. Trời của bà nội mày tới rồi con ơi. Tới số tụi bay rồi. Giờ tôi sẽ sử dụng chiêu Dazzling Gleam. Đấy. Để đánh lan. Xong sau đó hồi máu thêm một lượt nữa. Tôi nghĩ bên đó mắt sẽ bắt đầu chuyển hướng sang con Flutterman. Bởi vì họ không nghĩ là con Lunala có chiêu giác đấu, cho nên là họ sẽ không xử con Lunala trong lượt này. Đúng không? Đúng, chính xác là vậy. Ồ, tôi phải giấu từ từ. Để mà cảm thấy thời cơ chín mùi rồi tôi mới cho con Lunala sử dụng chiêu Focus Blast. Đã dứt điểm được con Scalader luôn. Như trọng lực giờ vẫn còn đúng không? Được rồi. Đúng không? Ừ, trọng lực còn 2 lượt. Rồi, tới số mày rồi con. Không trượt phát nào. Thề Thunder Wave. Không trượt phát nào đó con à. Hãy xem đây.
trả đũa cho những gì mày làm với bạn tao. Mày vậy mày múa nữa đi. Chính xác là bại. Cho mày chết. Mày nói không ngờ tôi có chiêu Pocket Blast. Vậy là thắng được trận thứ hai rồi. Ê nhưng mà hên, nếu mà con Groudon lúc nãy nó đánh tôi chết con Lunala thì tôi cũng không thắng trận đó được. Rồi bây giờ Kauger. Tôi đã chuẩn bị cái đội hình này để có thể đối phó với Kauger. Cho nên là tôi sẽ cho thử con Dragapo đi chung với lại Flutterman. Dragapo tôi sẽ cho nó có tốc độ. Nó có tốc độ nhanh nhất cho nên là tôi sẽ cho nó set up trời nắng để mà đè lại thời tiết của con Kauger. Cái rủi ro của việc này làm này đó chính là con Kauger nó sẽ cầm theo Choice Scarf. Ừ ha. Lỡ con Kauger này nó cầm theo Choice Scarf là sao? Sao mình không để con Sable Eye đầu tiên ta? Dù sao thì con Sable Eye nó có đặc tính Punster thì nó set up trời nắng nó cũng lẹ hơn. Oh my god, giờ sao đây? Ê, đừng có cầm theo Choice Scarf nha con. Kauger à, đừng cầm theo Choice Scarf. Tôi sẽ Terra cho con Flutterman thành hệ cỏ và sử dụng chiêu Energy Ball. Hãy xem đây. Chúng ta có đủ may mắn hay không? Tôi không ngờ là con Urshifu nó có mang theo Choice Scarf thay vì là con Kauger. Trời ơi, con Urshifu. Rồi, tôi không nghĩ là con Urshifu mang Choice Scarf. Không lường trước chuyện đó. Biết vậy đây con Sable Eye ra trước. Có vẻ chúng ta đang bất lợi rồi mọi người ơi. Tôi thấy một bàn thua trước mắt mình. Nếu mà tôi đem xây con Sable Eye ra trước thì chắc nó cũng không có tới nổi. Con Sable Eye nó sẽ kịp set up trời nắng để mà giảm sát thương của con Urshifu lại. Thì lúc đó con Flutterman chắc nó xử được con Kauger. Hey. Lại một lần nữa. Ok, Kauger rút về. Để làm gì? Ok, con này quên tên luôn rồi, tôi quên tên nó rồi. Tôi quên tên nó rồi. Ít xài quá quên tên rồi. Iron Juggalish. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng chịu đấm ăn xôi đi. Ok, không quá nhiều máu, được một nửa cái máu là cũng được. Đấy, thấy chưa, trời nắng set up lên là con Urshifu đâu sát thương mạnh tới vậy. Các Sable Eye còn chịu được mà. Tức ghê. Bây giờ sao? Bây giờ con Dragapult của tôi không còn bị giảm hai bậc tấn công đặc biệt rồi mà vẫn chưa xử được con Iron Juggalith. Tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng bào con Iron Juggalith càng nhiều càng tốt. Encore hả ta? Giờ con nào nó cũng... Gravity. Tôi sẽ xài chiêu trọng lực để mà để dành đất cho con Lunala phía sau nó diễn. Chứ là tôi thấy con Dragapo sắp đi tới nơi rồi. Nó có Rain Dance á. Chưa chết. Eo rồi, xong. Rồi, xong. Thua rồi đó. Tôi thấy cái mùi nè, thua rồi đó. Lúc nãy thắng, lúc nãy còn gọi là đảo ngược tình thế được, tại vì con Sable Eye còn sống. Giờ thì Sable Eye hết sống nổi rồi.
Nếu mà tôi tạo ra trời nắng bây giờ thì hồi con Kyogre ra nó cũng tạo ra trời mưa, nó đè ra trời mưa. Nói chung là thua rồi đó. Các bạn không tin tôi. Nói chung là thua rồi. Bây giờ tôi sẽ cố gắng gọi là dùng dãy nhiều nhất có thể thôi. Ví dụ như mình thua rồi thì mình cũng phải để cho đối thủ hạ được mình hết luôn đúng không? Mình bỏ cuộc giữa chừng thì cũng hơi kỳ. Để đối thủ hạ mình thẳng luôn đó là chiến thắng của họ. Chính xác là vậy, chiến thắng của họ. Rồi, ru ngủ được con Iron Jugglers. Nhưng mà còn con Urshifu. Sống không nổi chứ con này thiệt á. Tới nữa đi. Thôi rồi. Đau, cũng đau đấy. Mặc dù là con Lunala thấy nó chịu đòn cũng ghê thiệt chứ. Tôi thấy con Lunala này chịu đòn ghê thiệt á. Ngủ rồi, mày ngủ rồi, mày ngủ rồi. Pocket Flash nè con. Không nhiều máu cho lắm. Bị tê liệt nhưng mà tôi vẫn cảm thấy một cái mùi gọi là mùi thua cuộc ở đây. Nhưng không sao, phải dùng dãy tới mức cuối cùng. Vô nè. Tôi hồi máu trong trời mưa thì nó cũng không được bao nhiêu hết trơn. Đó là lý do tôi tạo ra trời nắng. Rồi con nó tỉnh luôn. Rồi, thế là trận thứ 3 đã hết. Nên tự nhiên cái máy tôi nó ngắt giữa chừng. Máy tôi nó ngắt giữa chừng. Cho nên là trận thứ 3 đã hết. Và đánh răng của tuần này cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn trong tập series đánh răng hệ ma tuần sau. Bye.